Wow, chúng mình nhìn xem đèn lồng quả chám có đẹp không nào. Hôm nay thì cô Vân Anh sẽ hướng dẫn chúng mình làm đèn lồng quả chám nhé. Để làm được đèn lồng quả chám thì cô Vân Anh cần những nguyên liệu sau đây. Thứ nhất, đó là giấy thủ công. Thứ hai, đó là một cái kéo. Thứ ba, đó là cái dao rạch giấy. Thứ tư, đó là sợi len. Thứ năm, đó là một cái kim. Tiên thì chúng mình sẽ dùng kéo để cắt những mảnh giấy ra, làm những cái sợi giấy dài để làm đèn lồng nhé. Sau đó thì chúng mình dùng cái kim, chúng mình xuyên qua các cái tờ giấy. Đó, xuyên qua các cái sợi giấy để thành cái lỗ để chúng mình cho cái sợi dây qua cái lỗ giấy. Đó, và sẽ làm được như thế này. Bây giờ chúng mình hãy xem lại clip cô hướng dẫn nhé. Bước 1, cô Vân Anh sẽ dùng kéo hoặc là dao rạch giấy rạch thành những sợi giấy có chiều dài là 20 cm, chiều ngang là 1,5 cm nhé. Như thế này này. Chúng mình còn nhỏ, chúng mình không thể làm được thì chúng mình có thể nhờ bố mẹ nhé. Bố mẹ chúng mình cắt để tạo thành những sợi giấy như thế này nhé. Bước thứ hai, dùng kim để xuyên qua ở giữa và hai đầu để tạo thành lỗ. Bước thứ ba, chúng mình sẽ dùng kéo để chúng mình cắt thành tua rua nhé. Thành cái tua rua để chúng mình làm cái tua rua và sau đó dán băng dính hai mặt, quấn vào cái sợi dây len, quấn vào cái sợi dây len để tạo thành cái tua rua cho cái đèn ông sao nhá. Đó, cho cái đèn lồng thêm đẹp nhá. Đó, chúng mình nhìn xem. Đó, cô quấn từ từ này. Đó, và đã xong rồi, cô thắt đầu dây lại. Đó. Bước 4, cô hoàn thành đèn ông sao. Và sau đó cô xuyên qua các cái sợi dây vào với cái giấy. Đó, tạo thành như thế này. Sau đó thì cô thắt đầu dây lại. Cô thắt đầu dây lại nhá. Thắt đầu dây lại. Rồi, chúng mình có thể nhờ bố mẹ để thắt dây cho chúng mình nhá. Đó. Đó, cô dùng kéo để cắt này, cắt cho nó bằng. Đó, cắt cho cái đầu này nó bằng. Sau đó dùng kim này, cô dùng kim để cô xuyên qua lỗ. Đó. Đó. Sau đó cô lại thắt nút dây một lần nữa. Rồi, cô xuyên giấy, những cái giấy qua cái sợi dây nhá. Đó, như thế làm với cái bên còn lại. Đó. Và cô đã làm xong rồi. Bây giờ cô sẽ thắt nút lại một lần nữa nhá. Cô thắt nút lại. Đó. Đó. Chúng mình nhìn xem. Cô đã xong rồi. Đó, và bây giờ cô sẽ kéo các cái tờ giấy ra nhé. Các cái mảnh giấy. Đó. Đó, kéo ra, kéo từ từ thôi nhá. Đó, không có là sẽ bị rách giấy đấy. Đó. Thế là đã xong rồi. Đó, chúng mình nhìn xem là cái đèn lồng quả chám có đẹp không nào. Rất là đẹp phải không nào? Đó, rất là đẹp. Đó, chúng mình có thể nhờ bố mẹ này cùng làm với chúng mình này. Những cái gì khó thì chúng mình sẽ nhờ bố mẹ nhá. Đó, chúng mình sẽ làm thêm các loại màu sắc nhá, chọn thêm các loại giấy để cho cái đèn lồng của mình nó đẹp hơn nhá. Đó, những cái đèn lồng cô đã làm này, trông có xinh không nào?
chúng mình nhìn xem những chiếc đèn lồng quả chám cô làm có đẹp không nào. Chúng mình hãy cùng bố mẹ để tạo những chiếc đèn lồng nhé.